Rồi bây giờ con sao? Con nhà con sao con khóc nhè hả? Giờ ba đi làm mua gì vậy con? Ừ, tôi không làm cho đi khóc nhè xong thì mũi hả? Dạ ba. Nè, ba đi làm mà mua gì vậy con? Mua gì? Mua ba lô nhỏ nhỏ hả? Con nói lại đây, con muốn sao? Muốn gì? Muốn mẹ đi ra cho mở chủ trong niệm ba trong chó ba. Con thương ba hả? Thương chị mẹ. Bye con. Ba chồng. Ba chồng. Mẹ ngủ tiếp nha. Bye anh nha. Chịu không? Chịu cho mẹ ngủ tiếp không? Chứ con muốn gì? Con nói đi. Muốn mẹ chi ra. Muốn mẹ chi ra hả? Để làm cái gì? Muốn mẹ chi ra chung nhậm đi. Con nói bụng chưa? Chừng cháu bụng. Mẹ mở chỗ chung điện ba. Chung ba hả? Dạ. Rồi con có đói bụng chưa? Chung cháu. Con ngủ đã không? Chung ngủ chả. Con ngủ chả hả? Con gọi ra không? Con gọi ra, gọi sao? Ra ra trộn ra. Con gọi bấm hả? Gọi ra. Alo hả? Gọi ra làm sao? Alo sao? Bấm sao? Bấm sao? Alo hả? Dạ. Làm lại coi alo làm sao? Dạ. Dài. Con thương ba không? Mẹ chị ba. Con thương mẹ không? Con chim mẹ. Chim mẹ. Ở dưới đó. Giỏi quá. Chấm chữ. Cái tô đó cất ở đâu? Ba giỏi quá. Khoe nãy giờ cất á. Rồi tiếp tục cất ở đâu? Tô nhỏ cất ở đâu? Tôi nhỏ cất ở đâu? Đem nơi đại đó cất đi. Đem nơi đại đó cất đi. Tôi nhỏ lắm cất ở đó. Tôi nhỏ cất ở dưới cái dĩa. Ở dưới dĩa đó. Mở cái dưới ra. Dưới dĩa. Nô dưới học dưới á. Giỏi. Trời biết dĩa cất ở trên luôn hả? Nhõng nhẽo à. Rồi cười cất chưa đi. Rồi, nãy giờ tay cái rồi xong à. Nhẹ đụng chứ. Đó, biết dĩa là cất ở trên á. Giỏi lắm á. Sáng tự động ra phụ mẹ. Đó, nói ngủ dậy đó. Giỏi quá. Vỗ tay. Con trai mẹ giỏi lắm nha. Ê. Thêm bà. Cái tô lớn đó mẹ cất trên đây. Đưa đây cho mẹ. Giỏi. Cái tô lớn là mẹ cất trên đây nè. Đó. Cái tô lớn đó là thường mẹ cất trên đây. Rồi. Rồi cái khác nữa. Cái tô nhỏ đó là cất ở cho dưới cái dĩa. Dưới cái dĩa đó. Dưới cái dĩa đó. Dưới dĩa. Dạy. Bác sĩ dạ. Gì? Chào. Nghe muốn làm bác sĩ không? Làm bác sĩ. Đi lên đây, đi lên. Đi khám bệnh cho ba nha. Khám bệnh ba. Khám bệnh ba hả? Khám bệnh ba. Bệnh ba phải không? Bệnh ba.
khám bệnh ba. Ba có bệnh đâu mà khám. Bác sĩ ơi, bác sĩ à, viên thuốc của bác sĩ đâu rồi? Trong đó hả? Thôi đừng lấy ra, chừng mất viên thuốc nha. Nha. Cười cái cây. Bác sĩ cười cái cây. Bác sĩ cười cho mẹ cái cây. Mẹ nhìn nè, nhìn mẹ nè, cái anh nhìn mẹ nè. Kìa kìa, nhìn mẹ cái cây. Đang thể. Chị bơ bơ. Chị mơ mơ. À. Vậy. Cái chân.